Chắc rồi. Ở đây không cần mình nữa, thôi mình về Hồ Thị Kỷ đi chứ. Đây à, có người lại đưa tiền cho chất nè. Sau khi chất bị phạt thì có người lại đưa tiền cho chất. Có tiệp là định đi đám cưới nha. Ủa, bị phạt thì thế chứ. Ai biết nó kề 650 nữa thôi. Ba nén hương trầm con kinh giấy hồn em bả đàn bà phải không được lên hen về chân kiến gia đình hát cho anh Trung Nguyễn đem hôm nay em đứng trước quan tài cầu xin chị để cho con cháu 10 tuổi chị uống nước nhớ người làm con phải yêu con trai như núi ra sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng vào mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu đó đúng không ý là trời đang... ơi đó đúng rồi nhảy luôn chứ ý là đang nhắc nhở anh á ý là đang nhắc nhở anh á uống nước phải nhớ nguồn làm con phải hiểu á phải hiếu có phải, hiếu à, làm con phải có hiếu bạn nói với bạn lòng mẹ bao la như biển thái bình đắc tâm mà động quan á tao lấy cây mẹ cho mấy cái cây nó hỏi bạn đó cò te đu me đánh đu một bạn với bạn lòng mẹ tình cha để bạn anh nằm xuống nay là mẹ nằm xuống đó tôi cầu những bản nhạc đó cho càng tay thổi rồi lấy cái mè tôi quay chất có nghĩa là chất coi anh Tuấn Nguyễn như là con của chất phải không thôi má ơi anh thương bả gì cái gì vậy tắt đầu hai ngón đưa hai ngón rồi chất thương chất gì hai ngón chất có nghĩa là chất hai ngón xong rồi chất về chất đưa tiền cho ảnh hay gì phải không vậy không anh gỡ ra mày chết mẹ mày trời ơi. Thưa em về đây mở mấy năm rồi chị không thấy tiếng ồn mà sao từ ngày có bà đó về đó người đó thì lên quá trời luôn mà ồn ào người lên thì không có gì đi khỏi có ồn ào đi còn này ồn ào quá chưa ta có ngủ trưa ngủ nghe được gì đâu ba bốn con nó kéo qua rồi xong rồi công an với công an phường với thằng bảo vệ lên bà nội này nè em tiếp chạy xuống kia nó bà nội này bà nói nè mới vừa tuột xuống mà má này nó phóng xe lên má chạy mục tiêu lập biên bản má chạy mục tiêu rồi con quá trời con giờ mày cùng mà con không mày cũng biết thương chị cho miếng trà đá không rồi tụi nó chọc con à chị ơi, ừ. Không có ai quay ở trên, nghe tiếng nói hồi sáng đâu có ai nè, ở trên đâu. Cái ly nè, bà lấy ly nào nghe điện thoại thôi mà phải nói chuyện từ trên lầu mới dưới này đã nghe luôn. Coi cha dây, coi bà tấm tiền cha dây với hai hộp nem, với mượn bà 100. Đây đưa cái ly cho con. Nè, đổ nước đầy đầy cho con uống. Nhiều khi coi phim xét á, mở tiếng lớn á, người ta vô người ta phản ảnh. Tại mày nó cục quần tao con mới la chứ không có khùng má ta la đủ má thì không đứng chính giữa tao chịu trận không có lửa làm gì cũng khói đi về luôn á ở chỉnh luôn mấy ngày lên nha anh à. Nha mày đồng hạnh phúc vậy thôi cảm lên luôn cũng được nữa hỏi ra luôn cũng được rồi luôn cảm ơn nha anh làm gì mà hết tình hết nghĩa dữ rồi đi nước chưa chắc rồi ở đây không cần mình nữa thôi mình về Hồ Thị Kỷ đi chứ đây giờ đủ má con quê nó uống lá dứa cậu uống không mỏng nào uống nào chị nhận uống nước túi với đó nè con có một bí quyết này để cho chất trả thù lại chất là ở nhà đó chứ không dọn dẹp không rửa chén và không giặt đồ cái thứ hai nữa là chất không đi chợ luôn thử coi có cái quách đách lùng què gì ăn chịu không có đi chợ đâu hỏi
Đưa sao? Tao đi không chứ bà đi đi vậy. Đủ má mày lên coi coi con cá nào cá nấy bự như vậy nè, chung không tao tặng. Cái gì? Ủa, ác vậy sao? Nó không có mua, nãy tao biết rồi, qua công ty mình mua măng á, cho tao. Ôi chứ mua quá trời. Chắc mua. Còn măng á. Chất, thấy anh ác không? Mua cá xương không cho chất ăn. Cái ống á. Ôi, cho người ta nhịn đói không kìa, nói nghe đứt luôn không? Không về hồi thì kỹ lại cho con, đi. Chia tay, đâu hà. Lên cách vợ đồ, mình về chẳng cùng mình cùng tăng luôn. Đó, đi chú. Sáng sáng ra nghe quyền kìa, nói sáng ra con ốc đóng quyền lại. Ờ, thấy chưa? Làm lại từ đầu. Đúng rồi. Thôi chất ơi, mình sinh ra chỗ nào thì mình về chỗ đấy đi, chỗ này không thuộc về mình rồi chất. Chia tay đi chất, con nói thiệt luôn á. Bữa hổm có ký giấy không? Giờ mình ký, không không. Ở đại vậy hả, không có ký giấy hả? Chị khỏi ra tò. Chị khỏi ra tò, khỏe quá. Nè, tôi nhắn nhủ cho anh biết nha nha, anh Tứ Nguyễn. Ok, tụi tôi về, ok. Tôi to, lo cho gì chất. Anh đừng có qua anh bệnh mà năn nỉ, ỉ ôi nghe chưa. Đó, clip này cảnh báo anh luôn á. Anh có thấy mừng hay thấy buồn? Mừng. Ảnh nói anh buồn quá rồi chứ. Thôi chứ đừng đi chứ rồi. Ảnh nói anh buồn rồi à. Anh khóc luôn kìa. Anh khóc luôn rồi chứ rồi. Lấy nó mà nó không biết chơi. Ủa kệ đi, sống trình nghĩa đi. Đấu đấu trình ngôn gì quá thể. Ủa vậy? Chất. Tối rồi. Thì tối hôm nay là chất. Tối này là không có mưa đâu. Không có đâu nha. Tối hôm nay là chứ không có đi chơi lễ ho Halloween thì hai vợ chồng sẽ có lễ má. Thì tối nay là 31 nè. Ừ. Thì chất với anh Tuấn Nguyễn sẽ làm một cái lễ ở ngay chỗ cái giường luôn, hai người đóng vai ác quỷ đồ gì đó, một người thì Halloween chất. Thì trời thiệt mưa này nữa. Mà quỷ mày khỏi vẽ cũng thành quỷ nữa. Chất. Ngứa chỗ đó đó, chị người nhổ nó ngay góc đó. Ba mày gội đầu mình biết nhổ đó luôn. Chất, nhổ tóc bạc cho anh đi. Má. Tóc tao bạc, tao còn chưa ai nhổ đây nè. Uống nước đi. La quá rồi giờ ta cây thì không có gì ngon hết má. Anh Bảo mới điện thoại lại cười khá 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 khá. Thì đó anh Bảo có trăm rưỡi hả, cười khá 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 khá. Tắt luôn. Trời ơi trời, tới rồi, giọng bà tới rồi. Tới rồi, thời tới rồi. Bão táp mưa sa. Trời ơi. Trời dữ vậy. Đâu đâu hỏi gì chứ tài luôn không trời. Chua lắm hả? Đâu. Ok vậy. Thôi chứ ơi, lên dọn đồ về chứ ơi. Đây. Về luôn, con nói thiệt á, ở đây mà bị cho ăn cá xương không mà con tưởng là chức qua chức ăn thịt tết đâu không chứ, ăn cua biển đâu không nha, ai nhờ ăn toàn cá. Đó thấy chưa, đó thấy chưa. Cái chuyện đừng có đụng con nghe chứ. Trời ơi. Thò nát chưa. Chết. Sao nát gì chứ vậy. Chị tài đi chất ơi. Lột vàng ra trả lại cho ảnh đi chất. Lột nè, tỉnh ra rồi của ảnh. Trời ơi, sợ thiệt chứ. Lột vàng là con tình với chồng tao. Hết vàng, hết tình của chồng tao. Chập con như vậy hả, con lột vàng con dục vô mặt ảnh ấy. Xong rồi mình xách đồ mình đi về. Đâu luôn. Vợ chồng cũng nghĩa là vợ chồng. Xa nhau cũng là trái tim của chồng để lại. Bông hồng có bốn góc gai, thằng nào đẹp trai ta lấy luôn bốn thằng. Qua kia nở về đem, gái này cổ về tình. Đứng dũng trình cũng thấy là trinh, chồng dứt về cũng thấy là trinh vô cùng. Quả không anh? Hay. Hay. Đáp lại tính. Đáp lại đi. Nè, ta nói nè. Em ơi đừng lấy thơ hồ. Khi em chết mộ anh Tây. Em ơi đừng lấy thằng Tiễn. Đứa trai nó xỉn nó dục qua bên bàn thờ hỏi lo. Đó lít quá xà. Hỏi gì nữa. Má mà chỗ thầm tái.
Dạy đi anh. Anh, rồi có chia tay không? Chia tay, sớm bớt đau khổ, tao đi lên. Rồi, chở là anh đi lên thiệt không mọi người ơi. Dạy đi anh. Đi lên luôn rồi. Anh Tấn. Anh Tấn. Rồi, đi lên thiệt luôn rồi. Em ngồi đây, anh nở lòng nào đi lên. Trời ơi, trời. Tập ra dây với lá dứa lên này à. Kêu lại chứ. Mày đủ má, chồng mắt vậy. Trời ơi, đi luôn rồi, má ơi. Chết rồi. Nó phái này cây á, nó còn bị ở trởn á. Nó quá vợ quá. Nó đúng cái bạc nữa hả? Đâu có la lỗi gì bạc nữa đâu. Hồi bữa nó còn quẩn vụ đó tao. Tao mới là cũng có nói thì tao có tao. Có bạc không tao? Có bạc mà. Có. Hả? Chứ la quá chứ nó chịu lớn tí. Có bạc gì cơ hả? Trời ơi. Có không má? Có. Thôi giờ mình xách đồ về mình khỏi phạt, bị phạt tiền. Mấy phút nữa cho nó cũng rồi. Ông xạo qua có không nữa có. Trời giỡn hoài thiệt mà. Chất có buồn không chất? Đổi quá ta chơi 10 rồi cú. Mình dưới ăn hết luôn hả? Ghê chứ nói chuyện như y như thế. Có ai cú, nó ai cú, mày cú là 5. Các bạn đi kiếm đâu vậy? Trời ơi, kiếm kiếm đâu hả? Các bạn đi kiếm đâu vậy? Đó, kiếm đâu. Ủa, cái kiếm nó mất tiêu. Cái kiếm đâu vậy? Trời ơi, chết tao dội ác quá. Kiếm rồi chết. Trời ơi, không có gì. Trời chết rồi, cái kiếm nó mất tiêu vậy. Còn vô lễ gia coi. Đóng cửa.